Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Hồng Định. Ngày hôm nay Hồng Định đọc được một bài báo có tựa đề Bình Định điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Long Văn. Bài viết này được đăng trên trang báo Xây Dựng. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài viết này nha. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Long Văn, thành phố Quy Nhơn. Theo đó, vị trí phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn với các giới cận: phía Bắc giáp các khu dân cư phường Trần Quang Diệu, phía Nam giáp khu dân cư phường Bùi Thị Xuân, phía Đông giáp núi Vũng Chua, khu liên hợp thể dục thể thao, khu giáo dục chất lượng cao và đất quân sự, phía Tây giáp các khu dân cư hiện hữu thuộc phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Tổng quy mô diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khoảng 1.378 ha. Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm điều chỉnh tăng quy mô đất ở để quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội từ 17,2 ha lên 50,6 ha, tăng 33,4 ha nhằm đảm bảo theo mục tiêu quốc gia xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và bố trí các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khác, bổ sung nhà ở xã hội tại các khu vực đất phía Đông Nam trường tiểu học Âu Cơ, khu đất phía Nam khu thiết chế công đoàn, khu đô thị Long Văn 234, khu nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, khu nhà ở xã hội Vạn Phát, khu trí tuệ nhân tạo FPT. Điều chỉnh quy mô đất khu nghiên cứu AI và phát triển công nghệ cao từ 39 ha thành 23,8 ha, giảm 15,2 ha, và khu sản xuất công nghệ cao từ 22,2 ha thành 13,5 ha để bố trí quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng xã hội cấp đô thị. Để bố trí quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng xã hội cấp đô thị, xây dựng công trình y tế, giáo dục, dịch vụ cấp đô thị, đảm bảo bán kính phục vụ cộng đồng dân cư tại khu vực, điều chỉnh vị trí khu đất xây dựng trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI và khu vực quy hoạch đất ở thấp tầng dọc đường Long Văn, giữ lại phần đất rừng theo thực tế hiện trạng. Điều chỉnh tăng diện tích đất canh đồi núi cảnh quan tăng 19,78 ha, đạt 8,5 m2 trên người, đảm bảo diện tích tối thiểu 8 m2 trên người đến năm 2030 theo quyết định số 06 NQTW ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, bao gồm khu cây xanh sơ X 30 2,1 ha và cây xanh nhóm nhà ở, điều chỉnh vị trí công viên phân tán để đảm bảo bán kính phục vụ cho các nhóm ở. Điều chỉnh tăng đất thương mại dịch vụ từ 16,74 ha thành 20,79 ha, tăng 4,05 ha để bổ sung đất xây dựng trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ do di dời tại phường Quang Trung. Quỹ đất dịch vụ cấp đô thị, điều chỉnh giảm đất ở thấp tầng, liền kế, biệt thự, dân cư hiện hữu để đảm bảo tăng quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho đối tượng thu nhập thấp và bố trí các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khác. Bổ sung khu vực xây dựng công trình ngầm, công trình cao tầng, khuyến khích xây dựng tầng ngầm trong từng dự án công trình để đáp ứng nhu cầu đổ xe của từng dự án. Số tầng hầm tối đa là 5 tầng, việc xây dựng phần ngầm sẽ được xác định cụ thể theo các đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn. Các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn về xây dựng ngầm trong ranh giới sử dụng đất hợp pháp, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Đối với các công trình khác, khuyến khích bố trí tầng ngầm để xe phục vụ riêng cho công trình nhằm đảm bảo bãi đỗ xe chung của khu vực quy hoạch, đảm bảo các điều kiện về lối lên xuống tầng hầm, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Bài viết của tác giả Mỹ Bình. Rồi Hồng Định vừa chia sẻ đến các anh chị bài viết Bình Định điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Long Văn. Quý anh chị có quan tâm đến các bất động sản tại Quy Nhơn, hãy liên hệ với Hồng Định nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.